Người Việt tại Hoa Kỳ đã tham gia vào rất nhiều các sinh hoạt và góp phần xây dựng một cộng đồng Mỹ phồn thịnh trên mọi phương diện: y tế, giáo dục, khoa học, tham gia vào dòng chính trị, và trên phương diện thể dục thể thao cũng đã có những tên tuổi rất nổi tiếng. Và thưa quý vị, trong tuần qua chúng tôi VATV có mặt tại thành phố New York ở Manhattan để theo dõi cuộc chạy đua marathon tại New York, và chúng tôi đã thưa với quý vị là có một lực sĩ là một cô Việt Nam, đó là cô Phương Thảo, đã tham gia vào cuộc marathon này để giúp đỡ cho những người kém may mắn tại Việt Nam. Thì Phương Thảo đã tập luyện từ tháng 7 và bắt đầu tập luyện 5 miles tới 10, 15, 17 cho tới 20 miles. Nên khi ngày mai cái gì mà cuộc cái khó khăn nhất là lúc là tập luyện. Bây giờ ngày mai chỉ có là have fun, nghĩa là chỉ có chạy mà have fun thôi ạ. Thảo thì ở gần Central Park nên khi tập luyện ở Central Park, thường thường trong tuần thì đi làm về thì tập mỗi ngày chạy là khoảng chừng 5 miles. Nhưng mà cuối tuần ngày thứ bảy thì đó là cái ngày mà mình chạy mà cứ thêm thêm miles, nghĩa là bắt đầu 5 miles, xong 7 miles, 10 miles, cho đến 20 miles. Rất là có nhiều lần muốn nản, muốn bỏ chạy. Có khi có một lần nhớ là cái ngày thứ bảy đó mình chạy đến tính chạy 17 miles, mà cái miles cái ngày đó mình nó nóng mà người nó không có mà mệt nữa, nên khi cái miles tới 12 là lúc đó Thảo ngừng lại, tính là đi bộ về không chạy nữa, tại vì quá nóng mà quá mệt, nên khi cũng mà muốn bỏ cuộc. Nhưng mà lúc đó mình mà quay trở lại mà đi bộ về thì cũng là bực mình, tại mà sao mà mình không có quyết chí quyết lòng, thì khi rất là disappointed nếu mà lúc mà không có thành công, cho nên vòng lại và tiếp tục chạy đúng cho tới 17 mile thì thôi. Thì khi rất là có nhiều lần muốn muốn nản, hỏi tại sao mình phải chạy 26 mile như vậy, mà hay là tại sao mình phải tập luyện khó như vậy. Nhưng mà mình cố gắng, xong rồi lúc đó thì lúc là chỉ mình có quyết chí thì mình sẽ chạy được thôi. Mà chạy về mà mệt mỏi rồi cũng muốn nản lòng muốn chán thì email mấy người bạn hay là gọi về nhà nói chuyện với anh chị em hay với mẹ, nói là hôm nay chạy mệt quá rồi, thì gia đình thì nói cứ tiếp tục chạy, hay là mấy người bạn có khuyến khích chạy. Riêng về mẹ thì mẹ của Phương Thảo đã giúp Phương Thảo những điều gì? Xin bác có thể chia sẻ được với lại quý khán giả không? Dạ, riêng về tôi thì Thảo có gọi về thì Thảo cũng nói là con vật, nhưng mà lúc ban đầu thì tôi nói là thôi con chạy ít vừa, không có sức của con không có đủ, nhưng vì sau thì cũng biết là Thảo có một cái chí cương quyết thì tôi nói là thì con cứ cố gắng lên, để nếu có được thì cũng là để cho vừa sức khỏe của cậu, để con làm việc cái gì cũng có một cái tâm tình của mình đến nơi đến chốn, để cho cháu có nghị lực để chạy thêm, không có bị mệt mỏi hay là mỗi lúc gọi về nhà thì cũng lên tinh thần cho cháu. Lựa Việt đã ủng hộ rất là nhiều cái sự việc tốt ở Việt Nam, giống như giúp các trẻ em mà có bệnh tim, hay là các em mà nghèo không có tiền để mà lo sức khỏe. Thảo nghĩ cái đó là một cái hy sinh rất là lớn, một tấm lòng rất là Thảo thấy rất là ngưỡng mộ, và cũng Lựa Việt cũng góp tay cũng giúp Thảo, cũng ủng hộ Thảo, cũng support Thảo, nên khi Thảo rất là cảm ơn của Lựa Việt, anh chị em trong Lựa Việt rất là nhiệt tình, làm rất là không biết mỏi mệt, và cũng con xin cảm ơn cha Trương. Thảo nhất định là quyết chí, determination, nếu mà mình muốn quyết chí mà làm được thì mình sẽ làm được, tại vì Thảo biết mình là con người, mình chỉ có chạy được tới tới lúc nào đó thôi, chứ khoảng 10, 12 mile là cùng. Và lúc đó là người nó mệt mệt mỏi rồi, nhức rồi, chỉ muốn nghỉ thôi, không bỏ thôi. Nhưng mà sau đó là chỉ có là quyết chí thì thúc đẩy mình thôi. Thảo nghĩ nếu mà mình có thể dedicate cho một mục đích nào đó thì tốt. Và đây Thảo là người Việt Nam, và Thảo biết là có nhiều người em ở Việt Nam có thể cần sự giúp đỡ, và nếu mà mình có thể giúp đỡ được phần nào thì hay phần đó. Và Thảo đây chạy cũng là cần thúc đẩy, và các em cũng là
cho Thảo một cái thúc đẩy để mà xong cuộc marathon? Nhiều người họ tự họp ở ở Manhattan rồi lấy cái ferry, lấy cái phà qua Staten Island, và cái bắt đầu là ở từ Staten Island. Khoảng chừng 15 phút thì là có phà mới chạy, và họ khuyến khích là cái phà mà đi sau cùng là khoảng 8 giờ sáng. Khoảng chừng là tất cả là 37.000 người chạy, mà còn lúc mà người xong á, thì người ta nghĩ là khoảng chừng 25.000 người mà xong thôi. Mỗi người có mục đích riêng, có người thì muốn xong thôi, có người muốn xong trong một thời gian nào đó, có người chạy để gây quỹ cho giống như là về cancer hay là cho trẻ em. Thì mỗi người có một cái riêng của họ. Cũng có nhiều người lắm, giống như có Team for Kids thì cũng rất có nhiều người chạy, giống như gây quỹ cho những trẻ em. Rồi Fred's Team là mấy cái team đó là chạy cho gây quỹ cho cancer. Thường thường là mang bánh bagel, chuối, mấy cái shot blocks hay là goo, mấy cái đồ để mà mình có thể ăn để chạy. Dọc đường thì mình không có, nhưng mình phải mang tự mình đi mang theo. Cái đó là nếu mà mình có cái gì để mang đó, thì mình cứ mang vô đó để họ có thể kiểm tra được dễ hơn. Họ organize, tổ chức rất là kỹ càng, và đây là họ làm 30 mấy năm rồi, đến khi họ rất là nhiều kinh nghiệm. My friend Penn, quite simple prose and sweet poetry expresses joy and sorrow, hope and fear, helps me find answers by asking Bye. Questions. My friend Penn relives my dream, and effaces my nightmares in the stillness of night and the brightness of day. He clears my heart and is there when I'm down to renew my My friend Tom never tells a lie. He stands by his words. He writes of beauty and the deep sadness of life without a goal and of satisfaction of a dream realized. My friend Pan, he's thoughtful and funny, cheerful and fair. He writes of kindness and the way of being, seeking truth, and in my darkest hour, he comes to take me home. My friend Pen is older than me, but in so many ways he's also younger. He'll be hanging around long after I'm gone. He'll be hanging around long after I'm gone. My friend.